xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam, bạn bè năm châu quốc tế. Trước mặt các bác đây là hai chiếc bát 50 đấy, đến từ thương hiệu Eminent, không phải Enemion đâu mà Eminent. Bát 50 từ 20 côn trong kỳ 76. Đây tình trạng của nó đây. Đó. Bát này là của Eminent, rất là nặng nha. Ui giời ơi. Đặt lên cái bàn mà uống nước, không biết là có đặt bàn không đây. Đây, các bác xem luôn nha, vẫn còn cái kiểu như là vết keo này. Đó, cái vết tem đây người ta bóc ra này. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, em tăng sáng một tí này. Cái vết keo người ta bóc ra này. Đấy, dùng cái gì bóc ra. Con này là xịn của Eminent nha. Đấy, với cái tình trạng này như thế này vẫn bao sống cho các bác. Bây giờ anh em cắm máy hơi để xịt cho nó sạch bụi vệ sinh qua, sau đó là đóng gói vào cửa hàng cho các bác. Bác khách sáng nay gọi điện từ rất là sớm, hơn 7 giờ đã gọi rồi. Bác khách bảo là đối là 2,5 triệu. Hôm qua tiện báo là bao ship, thì thôi, đã nói bao ship rồi thì bao ship thôi, không sao cả. Cái phí vận chuyển của một đôi này nó tầm 300-400 nghìn, em cũng chả tiếc gì đâu, cũng mấy trăm nghìn cũng không tiếc. Nhưng mà một cái là lần sau mua hàng nên để ý, các bác cũng động viên em rất nhiều trong buổi chiều tối ngày hôm qua, sáng ngày hôm nay gọi điện động viên rất nhiều. Và tiện đây thì em thông báo luôn này, một đôi bát 25, từ con này là từ để em xem đã, con này là từ 14 côn, từ 14 côn 51. Đấy, tình trạng là còn sống nhá. Con này thì bị kiểu là đánh hơi của cái màng bát nó đánh ra mạnh quá nên là côn kiếp nó nhảy hết lên. Cái màng này thì em sẽ xử lý bằng cách là tháo màng nhẹn nhất các cái ra, sẽ cho thợ làm chuyên làm con này, làm lại cho nó về gần như zin. Và một chiếc bên này thì đây em cũng quay luôn cho các bác nha, nó bị rách này, đây thì sẽ vá keo lại cho các bác luôn. Đó, đôi này sẽ làm lại ngon cho các bác và bán cùng đôi tép này. Cả bát cả tép em bán đồng giá cho các bác, cả một đôi họng kèn luôn. Đấy, cho các bác luôn cái đôi họng kèn này. Đấy, còn các bác nào lấy thùng thì em vẫn có kèn này nhá, kèn này bên em có rất nhiều. Đấy, cả bát cả kèn này, cả cổ kèn này đều sống hết, bao sống cho các bác là 1,000,000 tròn, là không bao ship. Đấy, cứ phí vận chuyển các bác tự lo, em nói trước các bác thì phí vận chuyển đôi bát với đôi tép này thì khoảng tầm gần 200 nghìn thôi, không đắt lắm đâu. Cho các bác luôn cả một đôi củ họng kèn này, các bác về các bác làm gì này. Đó, hôm qua tối hôm qua các bác khách bác hỏi rồi, bác bảo mua họng kèn không, mua củ tép không thôi, tép không thôi là 600 nghìn, còn mua cả tép cả bát kia cũng có 1,000,000, thế mà không mua thì mua được cái gì, đúng không ạ? Và cái thùng này thì bây giờ bát bán rồi thì cái thùng này làm nào, em sẽ cho đội thợ kỹ thuật chuyên đóng thùng loa thiết kế cho một cái khoang của loa bát này, riêng một cái khoang. Đấy, nó sâu từ mép này vào đến trong cùng đáy là 10 cm, nên là nắp các loại bát như thế kia nó thoải mái, đúng không ạ? Đấy nha, các bác nào đến lấy thùng này thì bán cho các bác là 2,000,000, em giảm giá luôn, nhìn cho đỡ ngứa mắt. Hoặc là các bác nào không đấy thì em cứ kệ đây, để gọi là một cái kỷ niệm đáng nhớ. Buôn bán các đồ này không thể tham rẻ, mà không thể nào mà nhìn cái hình thức bên ngoài mà đánh giá đồ nội thất bên trong được. Có cái mua rất rẻ, có cái mua rất là đắt, mà nhiều cái mua rẻ là hàng xịn, nhiều cái mua đắt mới là hàng xịn, mà có khi nhiều cái mua đắt chưa chắc là hàng xịn, mà nhiều cái mua rẻ chưa chắc cũng là hàng xịn. Đấy, cái bài học đáng nhớ cho một cái thời gọi là buôn bán các đồ điện tử âm thanh này. Đấy, ok nhá. Thì đây là bát của bác khách, bác ở trong cái tỉnh nào đó trong tít miền Nam cơ, bác nhắn tin thì đã chuyển khoản cho em 500 nghìn rồi. Thì là lát nữa em sẽ có cái trách nhiệm là đóng gói đôi bát này cẩn thận nhất có thể và gửi hàng cho các bác. Đấy, đóng gói cẩn thận nhất có thể, sau đó được gửi hàng cho các bác. Đóng này hơi bị tốn nhiều xốp đấy. Ok các bác nhá, thì bây giờ sẽ vệ sinh qua bằng cách là lấy máy hơi xịt và dùng cái chổi quét sơn bị bé con quét vệ sinh cho nó tương đối sạch đẹp và test thử. Con này thì về test thử rồi, bát nó vẫn kêu hoạt động bình thường, các bác có thể về làm giúp hoặc làm non nờ tùy. Đấy, bát 50 mua với cái mức giá nó gọi là quá rẻ,
rẻ hơn cái loa tàu. Môn này ba xịn. Cái chất từ thép từ của Nam Châm này rất là lần nào. À các bác nhá. Đây, này luôn cái miếng to nhất. Đấy. Hút rất là ghê này. Ui, kéo tí nữa đổ bàn. Đấy. Các bác xem này, nó hút rất là ghê. Hút rất là ghê đấy. Cái loa chung loa tép này chưa chắc ăn bằng đâu. Hút thép từ này, đấy. Cái bé con hút từ con này nhẹ cực kỳ luôn. Đấy. Đây, các bác xem này. Đấy. Hút nó nhẹ. Con này hút nó mạnh. Như là hũ hút của cái Nam Châm cao cấp, đúng là cái loại thép từ xịn nó khác. Đây. Một găng tay của em là 20 cm, con này là từ 20. Từ mép này đến đây là 20. Côn con này 76 hoặc là 78 hoặc 80. Đấy, côn thì dăm ba loại côn, mỗi hãng nó làm một kiểu. Riêng của em lần thì chuyên gia nó có kiểu xưa nó kiểu này. Đây em quay lại cho các bác nhá. Bác khách nào chuyển tiền rồi thì yên tâm nhá. Rất là nặng. À, cái này nó còn nguyên tem. Thì các bác phải nghịch thế nào là nghịch. Đấy. Còn con này thì đây, các bác xem kỹ đây, vẫn còn cái đấy, cái kiểu miếng này xong người ta sơn vào này. Đấy. Về các bác dùng cái gì cạo nhẹ cái lớp sơn này đi là nó sẽ lộ ra chữ Eminent. Đấy, còn cái tem này thì người ta dán lên. Đây người ta là model là 838H này. Chắc là bóc cái tem của con loa xịn dán vào đây thôi chứ. Chứ cái này là của Eminent. Cụ bát là của Eminent. Cũng đến từ Mỹ. Đấy, chuyên gia con ổ này. Ok không ạ? Về các bác tự vệ sinh nhá, em chỉ có trách nhiệm là đóng gói và gửi hàng đến nơi cho các bác. Xương xiếc này em sẽ cố gắng vệ sinh tương đối sạch đẹp cho các bác. Đang tính đôi này nắp vào cái thùng 728 để nghịch, để chơi. Đấy, cuối cùng là các bác khách chốt thì thôi, phát nẻ ra luôn, được không ạ? Ok nhá, đôi này là khá là nặng cước đấy. Đã hứa là 2,5 triệu bao cước rồi thì chốt hạ một câu là 2,5 triệu bao cước cho các bác. Sáng nay bác khách mắc khoải. Em cũng lúc ý ngủ mơ mơ không để ý. Bởi vì hơn 7 giờ sáng mà hôm qua em lên tận hơn 2 rưỡi, gần 3 giờ sáng bắt đầu ngủ. Đấy, ngủ từ 2 rưỡi đến 7 rưỡi, tầm 7 rưỡi bắt đầu mới dậy. Đấy. Ok, thì bây giờ em sẽ vệ sinh và đóng gói cho các bác nhé. Bác khách nào đặt hàng thì yên tâm nhé. Các bác nào đã mua sản phẩm em rồi. Đấy. Ví dụ như bác khách này. Bác nào bác đẩy con đẩy Yamaha này xong bắt đầu đổi sang cái con Crown, không biết là bác dùng con Crown dùng có sướng không. Cái con Yamaha này các bác nào thích em lại chuyển nhượng lại cho các bác bình thường. Với mức giá vẫn không đổi. À em lấy lại con này của bác khách này nhá. Là lấy bằng giá, tức là bán cho các bác ý là gọi là chuyển khoản hết thì giảm 100.000, đúng không ạ? 4,6 triệu thì lấy chuyển khoản hết thì còn 4,5 triệu. Thì bây giờ em lấy lại vẫn là 4,5 triệu. Có mỗi cái là cước phí vận chuyển, các bác cố gắng hỗ trợ em tí. Tập 50-100.000 tiền cước vận chuyển thôi, chứ còn em lấy lại bằng giá thôi, không sao cả. Rồi, ok nhá. Thì bây giờ em sẽ đóng gói đôi bát này và chiều tối nay sẽ gửi Viettel cho các bác. Xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong những clip review những siêu phẩm lần sau, chứ review mấy cái hàng này bằng tiếng quá.